Xin chào mọi người. Nhiều người không biết cây trùm ngây là gì thì hôm nay Trang Nhung Hiêu Tín Tài nhé giới thiệu quay video cận cảnh cho các bạn biết cây trùm ngây rõ nhất, một cái rõ nhất nhé. Đây chính là cây trùm ngây. Cây trùm ngây này mình trồng được hơn năm. Khi gốc nó tốt lên ấy, thường thường nó để nguyên ấy, nó sẽ tốt như cây cổ thụ ấy, như cây bàng ấy. Mọi người cứ chặt đi và nó sẽ lên nhánh. Và cái nhánh này non là sau mình sẽ ăn này. Nhìn này. Đấy. Cái nhánh non này sau là mình sẽ ăn. Trùm ngây thì cực kỳ tốt. Nó có thể chống được 93% tế bào ung thư phổi. Nó dùng lâu dài thì nếu ai bị ung thư phổi thì có thể hầu như là sẽ, nó không khỏi hẳn nhưng mà nó sẽ thể diệt các tế bào ung thư, là diệt đến 93%. Làm hạn chế tế bào ung thư phát triển. Đấy, hiện tại đây có 3 cây, mình quay cho mọi người xem từng cây một. Cái này cây thứ hai cũng chặt gốc đi rồi. Đấy. Nếu mà để nó phát triển nó to lắm, người có thể để to. Nếu ở Hà Nội hoặc các thành phố mà không có đất thì trồng một cây thôi đủ cả nhà ăn. Một tuần chỉ nên dùng một lần, tại vì cái dưỡng chất của cây trùng ngây này là nó ngang bằng với một cân trùng dâu trùng ngây này, ngang bằng với một cân thịt. Đấy. Đây là cây thứ ba. Cây thứ ba. Cái này tốt nhất. Đúng là để nó tốt lắm này mới chặt. Đấy, nó vườn nhanh lắm. Đây cái lá trùm ngây nhé, nhìn như dâu ngót. Mọi người có thể bứt cái lá này xuống này, rửa sạch, vò và xào với thịt bò, thịt lợn, nói chung là hoặc là nấu canh như dâu ngót cũng được, nhưng mà thường là xào sẽ ngon hơn. Nhưng ăn nó vị ngon như dâu ngót nó không khó ăn đâu. Nhiều người kêu khó ăn nhưng mà cực kỳ dễ ăn. Đấy. Ăn quen rồi là lại thành ngon hơn cả dâu ngót. Ao cá đang ăn lên. Thân cây này để thời gian là to lắm. Cả nhà, tức là một gia đình, chúng ta nên trồng lấy một cây, ít nhất là một cây. Cái dâu này thì thực ra mới phát hiện cách đây mấy năm rồi, cực kỳ quý. Nhiều nơi là làm thuốc, phơi khô và uống rất nhiều. Nếu sử dụng một cây thì thi thoảng một nhà mình sử dụng thì nó đỡ lo về vấn đề ung thư. Đấy. Mọi người có thể nhìn cái lá nó ăn nó ngon chứ phải là không ngon đâu. Đấy, chúng ta ở Hà Nội mà không có đất mà cứ phải đi mua rau ấy, làm một cái ít đất ở trước sân chẳng hạn, trồng và phân bón với đất cẩn thận là nó cũng rất tốt. Cây này cực kỳ dễ trồng, trùm ngây nhé cả nhà, cây trùm ngây rất nhiều axit amin, dưỡng chất thì ngang với một cân thịt bò, so với một cân rau. Cái lối này mình trồng có 3 cây trang trại trồng. Nhé. Hướng dẫn cho mọi người xem qua cây trùm ngây như vậy. Kênh của mình thì thường xuyên cập nhật các thông tin ngoài về Nhung Hiêu ra, vì có một số bài thuốc mà quê hay dùng cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thì mọi người nếu thấy video ý nghĩa thì hãy ấn like ủng hộ kênh và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu ấy, hoặc là mật ong rừng này,
thì các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới, hoặc xem số mình có để số điện thoại của trang trại bên dưới thì alo cho mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.